Xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại bây giờ em đang có mặt tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì em vừa vào thì thấy gia đình của chú vào chứ bạn ơi. Đó, đây là cô nè. Cô này, đây là chị Hồng Loan nè chú bạn. Đây chị Hồng Loan, đây cô chị bạn ơi. Em chỉ biết chị Hồng Loan thôi. Là những cái chị mà đem kiến loại nón túi xách đen này nè, người bên cạnh chú người sĩ ưu tú Vũ Linh chú bạn. Đây, chị ấy đang đội cái nón mà có cái con phun ma đó chú bạn. Đây, em không biết tên chị đó tên gì, em sẽ quay cho người xem nha. Thì cũng có một nghệ sĩ cũng rất là quen thuộc, cũng rất là quen thuộc với sân khấu cải lương. Đây cận cảnh của chị Hồng Loan, gia đình chị Hồng Loan đang chuẩn bị thắp hương nha các bạn nha. Đây, gia đình mấy người luôn, còn cô mặc áo mà bông mà màu trắng mà màu đen á, thì cũng đó là như là em gì của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó các bạn. Rất nhiều bà con đến đây buổi trưa nha các bạn, và có tất cả những anh em đồng nghiệp YouTube cũng đang tác nghiệp ở đây. Em sẽ quay vòng vòng người xem nha mọi người, chờ em xíu nha, chỉnh cái máy lại cái, em cầm hai tay của chị bạn. Đây là gia đình của cô, cô đó là như là cô gì nãy nói Sài Gòn ta, cũng mới xuống. Đây nè, anh là nghệ sĩ gì nè của chú bạn, mọi người biết thì cho em xin thông tin như chú bạn. Em cũng quên tên anh này rồi. Đây. Còn chị Bắc Kiến thì đang gỡ bông ly ra chuẩn bị cắm lên mọi chú như bạn. Đây. Không phải bông ly. Bông ly ta. Đúng rồi, bông ly. Hiện tại bây giờ em sẽ quay vòng vòng người xem nha. Áo đen túi sách kia là cũng là nghệ sĩ luôn chị bạn, nhưng mà em không có nhớ tên luôn chị bạn, mọi người thông cảm nha, em chỉ biết một hai người thôi. Đây là chị này, là em thấy là chị này là trên mạng lúc nào cũng nhắc đến chị. Đây, chị này với anh này đang đi vào, chị này cũng là nghệ sĩ luôn nha, khẩu trang rồi không biết, thông cảm. Đây chị Hồng Loan thì đang bưng bánh lên cúng chú nè chị bạn. Cô mà áo đen cũng là đang chuẩn bị thắp hương. Hôm nay trưa bất ngờ quá chị bạn ơi, vừa xuống rồi thấy gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuống luôn với chị bạn, nên chạy vào quay cho mọi người xem. Cô đang thắp nhang cho bạn, còn đây là em của chú nữa bạn, chú đang có kiến em hay anh gì đó như em chị bạn ơi. Đây chị này đang cắm hoa nè, đang rút những cái hoa mà hao héo ra các bạn. Còn cô này đang thắp nhang. Con cô Năm phù hộ cho mọi người luôn bình an sức khỏe nha cô Năm. Đó, chú đang chia sẻ về ngày hôm qua cô Năm báo mộng. Còn anh với chị đi thì đang rút những cái hoa mà dạng héo ra cho bạn. Anh nghệ sĩ này nghệ sĩ tên gì em cũng quên tên rồi. Chị biết hôm nay là gia đình của chú đến đây quyến mộ chú như các bạn. Hiện tại thì cũng rất là nhiều bà con đến đây ghi hình cũng như là thắp nhang cho chú. Chụp hình lại những cái khoảnh khắc mà dạng như là gia đình xuống đó các bạn. Cũng có anh em đồng nghiệp YouTube cũng đang ở đây chia sẻ những hình ảnh thực tế nhất gửi đến cô chú anh chị các bạn ở xa cho người biết hiện tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như thế nào. Đây, anh này thì đang nhờ viên này có đi những hoa héo rất lịch sự, rất là đụng lên. Anh này cũng nghệ sĩ mà em cũng quên tên gì rồi. Chị Mắt Kiến này là rất gần gũi luôn các bạn, rất gần gũi, rất là quen thuộc luôn nè. Mỗi khi mà cậu Năm còn sống á, thường bên cạnh để mà giống như trợ lý vậy đó chị bạn. Chắc là em quay một vòng nữa em sẽ kết thúc video tại đây nha chú bạn. Quay sâu vòng nữa để xem mọi người xem nha. Rồi bây giờ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào video sau nha. Bye bye.